Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của Kiểm Ca nha. Hôm nay Kiểm Ca sẽ làm một món khoai lang nướng đặc biệt siêu béo. Khoai lang mình cũng có chuẩn bị xong nha cả nhà. Đó, đây có hai trái bắp nữa, mà chút xíu nướng sau đi. Nãy mình cũng có đào xong cái lỗ rồi nha cả nhà, và mình cũng đã đốt than ở dưới này rất là nhiều, và mình có để cái dĩ đây. Rồi mình giờ mình chắc khoai lên nướng nha cả nhà. Khoai lên nướng. Khoai nướng thì mình đã chắc lên rồi nha cả nhà. Để cho khoai nó mau chín và chín ngon đó thì mình lấy cái nồi này mình đậy lên cho nó hầm hơi lại nha cả nhà. Đó đây, cả nhà cùng với mình đậy nồi lên nha. Trong thời gian đợi khoai chín thì mình đi lên làm một cái nước chấm để chút xíu mình chấm khoai. Đồ nước chấm mình cũng đã làm xong rồi nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy có ngon không? À, đặc biệt không? Quá đặc biệt. Rồi mình để tô nước chấm đây đi, nãy giờ cũng 30 phút rồi. Để mình coi coi khoai nó chín chưa. Để nồi lên. Để nướng hầm hơi trong này chắc chín khoai á. Rồi nóng quá. Nóng quá cả nhà ơi. Nóng quá, nóng rồi. Nãy giờ cũng 30 phút rồi, chắc khoai chín rồi. Để mình kiểm tra coi thử củ coi nữa. Củ to nhất coi chín chưa nha cả nhà. Để cho nó nguội chút xíu. Bẻ miếng lá đi, bẻ miếng lá cầm thử coi cho nó giảm nóng. Những lòng đây tốt quá, chiều nay hái nó luộc ăn luôn. Nóng dữ rồi. Quá nóng rồi. À, nó chín rồi cả nhà ơi. Đúng là hầm hơi gì là dễ chín lắm à. Đó, khoai lang đã chín rồi. Giờ mình gấp khoai vô vô thao cả nhà. À, nóng quá. Gấp vô. Củ bự nhất chín rồi, mấy củ nhỏ rồi phải chín thôi. Mình thử là thử củ bự. Rồi, mời cả nhà mình ra ngoài kia ngồi ăn cho mát với mình nha cả nhà. Đi, mời cả nhà đi theo mình nha. Xíu đi cả nhà, ngồi chút xíu mình nè. Nóng quá, còn nóng quá. Trong thời gian đợi khoai nguội thì mình chia sẻ với cả nhà về tô nước chấm đặc biệt siêu béo của mình nha cả nhà. Nước chấm này thì mình làm cũng đơn giản lắm nha cả nhà. Làm theo cái cách của mình nha. Thì gồm có đậu phộng nè cả nhà, đậu phộng rang rồi đâm nhuyễn. Rồi trong này thì có nước cốt dừa và một ít bột bán. Rồi cộng thêm một tí muối. Muối hơi mặn mặn nha cả nhà.
rồi cộng với một tí đường trong này đó, nó béo lắm cả nhà. Để nếp thử coi, nếp thử nước chấm chứ. Trời ơi, nhức nách, ngon, béo nhức nách luôn. Béo nhức nách, đợi chấm phai vô coi cảm giác nó thế nào. Quá ngon, nước chấm quá ngon. Quá béo. Rồi, mình lấy củ phai, mình bẻ ra nãy trước này cho nó nguội. Rồi, cũng còn nóng quá. Quá nóng quá. Cho nó bớt nóng. Sau này nóc lâu lâu nguội. Ngồi tướng bá đạo quá cả nhà, để thôi để ngồi đàng hoàng lại. Ăn quá. Đợi chút xíu ở nhà. Nóng quá nóng rồi. Trời ơi. Hôm nãy giờ mang đôi dép. Mang đôi dép quá đấy không mày. Mang đôi dép lịch sự. Lo đi nãy lo làm nước chấm không quá. Đi xuống mang xỏ sao vậy. Hàng gì nãy nhỏ em nói đôi dép quá đẹp không mày. Không biết luôn. Rồi gọi lại ra đồng chứ không ai ra giường nữa, không ai nhìn đâu. Không sao đâu. Đừng nói nha con. Bé nó nhìn mình cứ. Giờ ăn khoai lang nướng ở nhà. Chấm với nước chấm này. Có gì khác không? Chấm nước chấm vô này cả nhà. Siêu béo luôn. Ăn thử miếng rồi thưởng thức làm sao nè. Lấy cái muỗng hứng lại. Ngon nhức nách, mới trời nhức nách quá ngon, nhức nách luôn, chịu hết nổi, nhức nách nó rung nách luôn, quá ngon rồi. Đúng là nó chấm siêu béo, ăn thêm cả nhà ơi. Thêm mời cả nhà ăn thêm với mình nha. Quá wow, tuyệt vời cả nhà, quá ngon. Ngon quá ngon, giờ này hết nước nách luôn à. Chuyển ra nhức cái khác. Nhức gần. Nhức gần quá cả nhà ơi. Ra ngoài vườn mà không khí thoáng mát vậy nè cả nhà, ăn cái gì thấy cũng ngon chứ. Bởi vì giờ quê là làm gì ăn mình cũng hay ra ngoài vườn ngồi ăn á. Hôm trước mình ăn bánh xèo mình cũng ra vườn ngồi ăn cho nó thoải mái. Ở trong nhà hoài thì nó cũng thấy nó cũng không thoải mái lắm đâu. Mình ra vườn hít thở không khí mát mẻ trong lành. Phía xa xa đó cả nhà, đó là lúa mới xạ đó, cánh đồng rộng lắm. Gió từ cánh đồng gió vô ngoài vườn này nè, nhìn thấy nó tuyệt vời lắm. Nó cánh đồng nữa nha cả nhà. Đồng lúa mênh mông, mới xạ thôi. À, như trong cái khoai lang nướng này nè cả nhà. Ăn alo ăn rồi nói chuyện cà lâm luôn. Nếu mà cả nhà thấy á, mà làm khoai lang nướng siêu béo này nè, thấy ngon á, thì làm cho gia đình mình ăn. Mình chỉ chia sẻ theo cái cách của mình thôi. Mời cả nhà dùng tiếp với mình nha.
cái béo 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 ngậy của nước cốt dừa nè cả nhà, cái mặn mặn của muối rồi cộng với cái ngọt ngọt của đường, nó cộng với cái béo béo của đậu phộng mình ăn vô á, mình cảm giác trong miệng mình nó thơm thơm, rồi cộng với cái mùi khoai lang nướng nè cả nhà, quá tuyệt vời luôn á. Thì cả nhà thân mến, nãy giờ mình cũng quay chia sẻ với cả nhà về cái món ăn dân gian khoai lang nướng siêu béo làm theo cách của mình. Nếu cả nhà thấy hay thì hãy làm cho gia đình mình cùng ăn nha cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà đã xem video và ủng hộ mình trong thời gian qua, hãy yêu thương mình nha cả nhà, và hãy xem video của mình nữa nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm.